Rồi, hôm nay em xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay cũng tới ngày đi thăm bẫy rắn rồi nha mọi người. Cái luồng bẫy này là cái luồng bẫy huyền thoại của em, luồng bẫy dính chồng đèn với hổ dện kinh khủng luôn nè mọi người. Thì hôm nay cũng tới ngày đi thăm nha mọi người. Thì bữa nay em đi thăm sớm, sáng sớm giờ này cũng bảy mấy 8 giờ nha mọi người. Thì đồ nghề của em giống cũng giống như mọi ngày nha mọi người. Bẫy xi cua, chuột nằm ở dưới nha mọi người, lúa. Này tua lưới nha mọi người. Thì ở bên đây em có 11 cái, còn mé bên kia là 6 cái nữa, là tổng cộng là 17 cái nha mọi người. Nhưng mà sáng trời cái âm u, không biết đi thăm cái luồng này kịp hay không nữa. Rồi bây giờ mời mọi người theo chân em đi thăm bầy rắn hôm nay nha mọi người. Mọi người thấy hay, hữu ích, thú vị thì mọi người hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ để ủng hộ em nha mọi người. Em chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì thôi bây giờ em mời mọi người theo chân em nha, trải nghiệm hôm nay coi cái luồng bẫy này có thu hoạch gì lớn không nha mọi người. Rồi đi thôi, thăm cái bẫy lớn trước nha mọi người. Bẫy lớn nằm trong đây. Lần chui vô thăm nó cực khổ luôn. Trống lỏng luôn. Mưa quá mưa mọi người. Rắn nó không chạy. Còn con chuột luôn nha mọi người. Còn chuột còn lúa luôn. Cái đầu tiên thức quốc nha mọi người. Bên này em có một cái nữa nha mọi người. Thì cái luồng này bữa nay em nghi chắc là không trúng rồi mọi người, tại vì chiến chuột trước á nó yếu lắm, cho nên thời tiết lạnh này nó cái khả năng chuột chết thì rất là nhiều, rất là cao. Mưa nhiều quá cũng không ngon. Ủa, em thấy hơi nặng nặng nha mọi người. Có gì đây? Ồ, còn hành mọi người ơi. Hành mới vô. Hành. Mới vô nó ăn con chuột còn ốc nóc nữa. Con rắn đầu tiên. Nó ăn chuột lên, phình lên thì thấy là được nhì. Còn mà nó ấu con chuột ra nữa là thành rắn ba. Rồi, để em bỏ, để em đặt lại cái bẫy xi cua xong rồi đi tiếp nha mọi người. Con rắn đầu tiên. Tiếp tục nha mọi người, em ra tới bờ kinh ngoài đây nè. Ở trong kia mấy cái mà thăm được có ba cái, dính được có con. Còn mấy cái nữa mà thăm chưa được, tại vì có người ta đang cắt cỏ mọi người. Cái này thì mấy chuyến trước dính hành dện thì bị chó tha ra ngoài. Chuyện này không biết sao. Ủa, em thấy hơi nặng nặng mọi người. Ủa, cái lòng em nó ngã luôn à. Con gì đây? Con gì đây? Con gì đây? Khui. Trời ơi, bà ngựa. Bà ngựa phải chịu một bạch. Bà này bà ngựa cam luôn. À, để em đặt lại cái bẫy xi cua đó nha mọi người. Thấy thèm thiệt chứ. Rồi, để bây giờ em bắt hai con rắn ra nha mọi người. Con hành với con ngựa nè. Thấy thèm thiệt chứ. À đây. Đây nha mọi người. Ý con này được nhì mọi người ơi. Này được nhì á.
Quá êm, cũng ngon. Nhì là ok ạ. Vô. Mình vô cái túi lưới nè. À. Một em. Còn em ngựa nữa nha mọi người. Em ngựa đây, em ngựa thì vàng tươi. Em ngựa vàng tươi. Như cái cục nghệ. Con cây ghim mà đi liếc bỏ ghim mới tơ mọi người, đi đầu này bỏ đầu kia, bỏ đầu nọ, bỏ tùm lum. Em làm 6-7 cây ghim luôn mà cuối cùng ui dồi nó chạy đi, đi. Không có cắn anh được đâu cưng, đó nó là chuyên môn cái tật nó vậy đó, nó la tới nó táp đó. Con này ngựa cam nha mọi người, bắt như vậy cho chắc cú nha mọi người. Nó cắn cũng ngứa lắm, cắn thì không 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 có nọc độc không chết nhưng mà nó ngứa. Kệ nó đi, chơi hô đạp đi. Này con này chắc ngon nha mọi người, có trứng luôn nè. Đấy. Một em ngựa vàng tươi màu cam vàng. Rồi đem bỏ vô nha mọi người, hai con này, hai con rắn đầu tiên, con hành con ngựa. Rồi đem ốp máy lại tới cái bãi tiếp theo, em quay cho mọi người xem nha mọi người. Bữa nay tiêu rồi mọi người, tiêu em à, cái luồng bẫy này mấy bên đây 11 cái mà nãy giờ dính được có hai con à, còn ở đây một cái với đằng kia hai cái nữa là hết mấy bên này 11 cái, còn bên kia mấy cái nữa. Tiêu tiêu chết chuột quá trời luôn mọi người. Cái này chết chuột nữa. Rồi xong cục xà bông luôn. Cái cuối cùng nha mọi người, cái cuối cùng của điểm này, cái này là chiến rồi sảy trồng đèn nè mọi người. Ồ dính mọi người, con hành con hành, con này không biết được nhì nổi không. Rồi để em bỏ nó vô xong rồi qua tới điểm bên kia liền, có gì liền bắt ra sao nha mọi người. Em đặt lại cái bãi xe cua xong rồi đi tiếp nha mọi người. Quá mệt luôn mọi người, dính con hành nãy giờ chưa thèm bắt ra nữa. Cái bãi này đợt trước sấy trồng đèn nè mọi người, cái bãi này nãy mất chuột không biết lý do luôn. Ở đây em có con cái nha mọi người, cái hôm rồi là dính con trồng đèn mà nó chết sình đó mọi người, nhưng mà hôm bữa đó là em có quay nhưng mà cái clip nó thất bại quá cho nên em không có đăng cái clip đó nha mọi người. Thì bữa nay em tiếp tục tới thăm chuyến tiếp theo, thì ở bên kia 11 cái dính được ba con, hai con hành với con ngựa, còn ở bên đây 6 cái, nãy giờ em thăm hai cái rồi, cái này nữa là cái thứ ba. Không biết có cái gì hôm nay nữa, không biết cái luồng bẫy này nay có clip đi đăng cho mọi người xem hay không. Ở bên kia có người ta đang cắt cỏ, người ta đang nhìn em cho nên em ngồi đây mọi người, em chưa đứng dậy được. Trong đây nha mọi người, chiến đồ chết một con chà bá luôn, trồng đèn nó bự á.
Ồ em thấy nặng nặng nha mọi người. Nặng sao không thấy phân tro nữa vậy? Có gì đây? Ồ nhúc nhích kiểu này đừng nói trồng đèn nữa nghe. Trời ơi thiệt mọi người ơi. Trồng đèn nữa mọi người ơi. Sao ở đây trồng đèn dữ thân rồi ta? Em đặt lại cái bẫy siku đó mọi người. Địa bàn ở đây hình như trồng đèn nhiều quá. Em mở ra cho mọi người xem luôn nha. Đây. Wow. Con này mập nha mọi người. Con này mới vô nè. Cái đầu nó chưa ra chưa tay luôn. Ừ, con này ngon nè. Nhìn đẹp á. Ở đây mát mát chút cây cu. Con này nó già rồi nha mọi người. Lông nó. Ở nhà em còn nuôi một con. Tại vì có người có bạn nó dặn mà không biết chừng nào nó mới lấy được. Thì em còn vẫn còn để nuôi nha mọi người. Thì con này nữa là hai con. Em đem về em nuôi thành một cặp luôn. Có thời gian rảnh em đóng cái lồng em để em nuôi ngoài. Liện nó có được hay không? Hơi ốm. Hơi ốm mà sao kỳ ta. Thấy hai con mắt nó thụt. Con này thấy nặng lắm mà. Thôi để em ốp máy em bao nó lại xong rồi chút xíu rồi bắt sau nha mọi người. Thì đi thăm mấy cái kia nữa còn ba cái nữa. Rồi clip bữa nay không có hàng khủng rồi mọi người, nhưng mà có con trồng đèn này cũng được. Quá êm. Rồi để em ốp máy cái nha mọi người. Rồi bây giờ để em bắt cái con hổ hành với con trồng đèn ra nha mọi người. Hôm nay thất thu quá trời mọi người. Ấu con chuột luôn chứ. Mấy bên này được con trồng đèn. Hồi nãy chết con hổ hành ba. Cái luồng này lý là đáng lẽ là không có thắt dữ lắm nha mọi người. Tại mưa. Quá trời mưa luôn. Mưa nhiều quá rắn nó đâu có đi đâu. Bao nhiêu cái vậy? Ở mấy chục cái chứ. Để đâu đặt đây? Ở vòng rơm á. Thôi rồi, cứu mà trồng đèn.
Con đen không? Con đen. Còn để làm bán chừng bao nhiêu có? Đó giờ không có vô trồng đèn cho nên không có biết giá. Phải không? Theo cái cây ghim rồi. Cái gì vô tao hấp. Vô nó phá cái hôm. Banh cái hôm. Vậy cái nó vô nó kiếm đường thoát mà. Con này nó dữ rồi mọi người, không chịu ra nữa. Không quay đầu được. Được nó tung rồi nó chạy nha mọi người. Đây, đường em trồng đèn. Đường em trồng đèn gỡ gạt. Video thì tới đây em xin kết thúc ở đây nha mọi người. Thì bữa nay nó cái luồng này nó hơi thất bại quá trời luôn. Tại vì lý do là cái luồng này em nghĩ là nó sẽ không có thất gì dư dữ vậy đâu mọi người. Tại vì hôm nay mưa 4 5 ngày liên tiếp á mọi người. Mưa quá trời mưa thì rắn nào nó đi được. Rắn nào nó đi. Cho nên cái luồng này nó thất quá trời luôn. 17 cái. Mấy chuyến trước 17 cái này của em là nằm giá 6 7 kg không nha mọi người. Còn chuyến này được hai con hành nhì với con dện, ý con ngựa với con trồng đèn nha mọi người. Bữa nay về vợ cho nhìn đói luôn rồi. Rồi thì thôi, mọi người xem video mọi người thấy hay hữu ích thì mọi người hãy đăng ký kênh nha mọi người, đăng ký kênh like và chia sẻ để ủng hộ em nha mọi người. Thì cái nghề này thì anh em Sơn Bắc thì cũng biết rồi, có lúc trúng có lúc thất nha mọi người. Thì nghề bà cậu mà nó là vậy đó. Thôi bà cậu cho hưởng được nhiêu thì mình hưởng được bấy nhiêu nha mọi người. Thôi em xin kết thúc clip ở đây nha mọi người. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người trong clip tiếp theo nha. Bye bye.